Quý vị đang theo dõi điểm tin bất động sản tuần cùng Rick Nguyễn được phát sóng vào 19:30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 đến ngày 5 tháng 3 năm 2022. Nếu lạm phát tăng cao, giá bất động sản sẽ biến động ra sao? Đồng thổ sân bay Sapa gần 7.000 tỷ đồng. Dân Sóc Sơn khốn khổ vì hơn 10.000 sổ đỏ cấp sai hạn mức. Hải Dương đề xuất làm đường vành đai hơn 23.000 tỷ đồng kết nối với Hà Nội. Giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng. Đất nền Củ Chi biến động trước đề xuất lên thẳng thành phố, không lên quận. Quảng Trị yêu cầu xử lý các tổ chức, cá nhân gây bất ổn thị trường bất động sản. Nếu lạm phát tăng cao, giá bất động sản sẽ biến động ra sao? Lạm phát đang là mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư toàn cầu cũng như ở Việt Nam sau khi giá hàng hóa leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu mà dịch Covid-19 gây ra. Đặc biệt, căng thẳng Nga-Ukraine leo thang ngày càng gây áp lực lớn với lạm phát khi giá dầu đã lập kỷ lục $115 một thùng. Cùng với đó, giá của nhiều mặt hàng khác như than, thép, nông nghiệp cũng tăng dần, dẫn đến giá cả đầu vào tăng theo. Đưa ra những nhận định về lạm phát, Dragon Capital cho rằng ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến Việt Nam không quá lớn. Ảnh hưởng rõ ràng nhất tới nền kinh tế Việt Nam sẽ là giá xăng dầu trong nước tăng và lạm phát có thể tăng theo. Thêm vào đó, cán cân thương mại của Việt Nam có thể sẽ không được tích cực như kỳ vọng vì chi phí nhập khẩu dầu tăng cao và có khả năng xuất khẩu giảm do sự thiếu hụt của nguyên phụ liệu trong sản xuất các mặt hàng điện tử. Nhiều chuyên gia tài chính đánh giá, diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19 cộng với giá xăng tăng cao liên tục là hai yếu tố chính ảnh hưởng mạnh tới thị trường, dẫn tới sự chậm trễ của các dự án, qua đó gây ảnh hưởng tới các nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư sử dụng vốn vay quá nhiều thì áp lực phải trả lãi suất cao và kéo dài, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, thậm chí còn phải chịu lỗ. Đặc biệt, thời gian trước Tết Nguyên đán tới nay, giá đất nền tại nhiều khu vực, nhiều địa phương bị giới đầu cơ đẩy lên cao. Nhà đầu tư thiếu sự tỉnh táo mua vào với mức giá cao sẽ rất dễ bị thất bại. Đồng thổ sân bay Sapa gần 7.000 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ động thổ dự án cảng hàng không Sapa với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Dự án cảng hàng không Sapa tại Lào Cai có diện tích sử dụng đất khoảng 371 hectare, tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 gần 4.200 tỷ đồng, giai đoạn 2 gần 2.800 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết việc xây dựng cảng hàng không Sapa là ước mơ, khát vọng đã hình thành từ rất lâu trong lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đó cũng là sự mong mỏi của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Dự án được chia thành hai dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng và tái định cư sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công. Dự án thành phần 2 xây dựng cảng hàng không sẽ thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Dân Sóc Sơn khốn khổ vì hơn 10.000 sổ đỏ cấp sai hạn mức. Hơn 10.000 sổ đỏ bị các cơ quan chức năng cấp sai hạn mức ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, khiến cho người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Dù sự việc xảy ra đã nhiều năm, nhưng việc giải quyết của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn rất chậm trễ. Có những trường hợp người dân đầu năm 2020 mua 1.000m2 đất Sóc Sơn. Sau khi làm thủ tục công chứng mua bán sang tên, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Sóc Sơn thông báo đất bị cấp quá hạn mức. Nếu chuyển lại chỉ còn 400m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây. Dù đã đồng ý với phương án thiệt thòi này, nhưng mọi thủ tục vẫn không thể tiến hành. Việc giao dịch ngưng từ đó đến nay. Không chỉ các giao dịch mua bán, trên địa bàn huyện Sóc Sơn còn có hàng nghìn các trường hợp cấp sổ đỏ sai hạn mức đất, khiến sổ đỏ bị vô hiệu, không thể thế chấp ngân hàng. Người dân gặp khó khăn trên chính mảnh đất của mình. Lãnh đạo xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn thông tin, riêng ở xã này đã có 1.800 hộ có sổ đỏ vượt hạn mức đất ở. Tổng diện tích là khoảng 20.088.811m2. Trong đó, sổ đỏ vượt hạn mức từ năm 2001 trở về trước là 1.696 hộ, sau năm 2001 là 104 hộ. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông có văn bản yêu cầu thanh tra thành phố chủ trì vào cuộc làm rõ thông tin về vụ việc hàng nghìn hộ dân bị cấp sổ đỏ sai hạn mức tại huyện Sóc Sơn. Hải Dương đề xuất làm đường vành đai hơn 23.000 tỷ đồng kết nối với Hà Nội. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, đoạn vành đai 5 vùng thủ đô đi qua địa phận tỉnh dài 52,7 km với quy mô 6 làn xe có vai trò là trục Bắc Nam của tỉnh Hải Dương, kết nối các trục giao thông quan trọng quốc gia gồm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, quốc lộ 18 và cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Việc sớm triển khai đầu tư đoạn tuyến này sẽ phân bổ lưu lượng giao thông cho quốc lộ 5 vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện chưa khai thác hiệu quả.
Đồng thời tuyến đường sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng quá tải và mất an toàn giao thông cho quốc lộ 37, quốc lộ 38, quốc lộ 17B, quốc lộ 5 và quốc lộ 8. Đường vành đai 5 đi qua địa bàn tỉnh sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương và các tỉnh trong vùng thủ đô Hà Nội. Trên cơ sở đó, Hải Dương chủ động đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tham mưu Chính phủ đồng ý chủ trương giao tỉnh này thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Về nguồn vốn đầu tư, tỉnh Hải Dương đề nghị Chính phủ hỗ trợ ngân sách trung ương để thực hiện phần xây lắp, ngân sách địa phương sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Khái toán kinh phí đầu tư dự án với chiều dài 52,7 km, quy mô đường ô tô cao tốc 6 làn xe, nên đường rộng 33m là khoảng 23.390 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 3.150 tỷ đồng, xây lắp và các chi phí khác là 18.400 tỷ đồng, dự phòng 1.840 tỷ đồng. Giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng. Đề xuất giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng được đưa ra nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước và đảm bảo an toàn, minh bạch cho cả người mua lẫn người bán. Tình trạng khai gian giá chuyển nhượng nhà đất hiện nay vẫn còn khá phổ biến, dù cho nhiều văn bản gần đây, Bộ Tài chính đã khẳng định các trường hợp kê khai không đúng giá là vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý nhiều trường hợp khai không đúng giá chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế, nhưng dường như vẫn không ngăn chặn được tình trạng này một cách triệt để. Thậm chí nhiều tổ chức, cá nhân còn cố tình trốn thuế, né thuế thông qua nhiều hình thức như giao dịch cho, tặng, giao dịch ngầm, khai hai giá. Trước tình trạng khai gian giá chuyển nhượng bất động sản nêu trên, hầu hết các chuyên gia, ngân hàng đều bày tỏ đồng tình với đề xuất do Tổng cục Thuế tham mưu Bộ Tài chính yêu cầu các giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng. Việc mở tài khoản ngân hàng, thực hiện lệnh chuyển tiền đã rất phổ biến trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay. Do đó, quy định bắt buộc mọi giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng sẽ không làm khó khách hàng. Mặt khác, việc này giúp đảm bảo an toàn cho cả người mua và người bán khi có thể lưu được bằng chứng giao dịch. Còn về phía cơ quan nhà nước quản lý, các giao dịch được thực hiện thông qua ngân hàng sẽ dễ dàng kiểm soát, truy xuất và thu được thuế theo đúng quy định. Tuy cho rằng đề xuất của Tổng cục Thuế là đúng, phù hợp và cần triển khai sớm, song nhiều ý kiến lo ngại sẽ còn một số vướng mắc, không dễ thực hiện do người dân vẫn có xu hướng chuộng giao dịch bằng tiền mặt. Đất nền Củ Chi biến động trước đề xuất lên thẳng thành phố, không lên quận. Mới đây, tại hội thảo khoa học định hướng tiềm năng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Củ Chi, nhiều nhà khoa học, chuyên gia đồng thuận đề xuất đưa huyện Củ Chi lên thẳng thành phố, không lên quận. Điều đáng nói, dù mới là đề xuất nhưng giới kinh doanh bất động sản đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trong đó, không ít người trong giới đầu tư khuyến cáo cần cảnh giác với những phi vụ thổi giá đất ăn theo đề xuất này. Mấy năm trước đây, đất Củ Chi cũng từng xảy ra sốt đất khi có những thông tin như xây dựng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, xây dựng đường ven sông Sài Gòn bắt đầu từ Củ Chi. Sau đó, thị trường hạ nhiệt, nhiều nhà đầu tư mua đất bán ra khó khăn. Lý do tính thanh khoản thị trường nhà đất Củ Chi chưa hội tụ đầy đủ các yếu tố để gia tăng giá trị bền vững. Hạ tầng giao thông kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn hạn chế, thiếu nhiều tiện ích dịch vụ. Vì thế, giá đất tăng nóng rồi chững lại đi xuống. Giá đất Củ Chi vẫn tăng theo từng năm nhưng tăng ít không đáng kể so với nhiều khu vực quận huyện khác của thành phố. Quảng Trị yêu cầu xử lý các tổ chức cá nhân gây bất ổn thị trường bất động sản. Tại các khu vực dự kiến thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện việc một số tổ chức cá nhân chưa tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản. Tại các khu vực dự kiến thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp đã xuất hiện các hoạt động đầu cơ bất động sản gây sốt ảo, có hiện tượng thổi giá, làm cho giá trị khu đất không đúng với giá trị thị trường. Bên cạnh đó, có dấu hiệu nhà đầu tư tổ chức huy động vốn chuyển nhượng chưa đúng quy định của pháp luật, thổi phồng để quảng cáo, giao bán khi chưa đầy đủ quy trình, thủ tục và chưa đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án. Việc này đã gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, trật tự xã hội trên địa bàn. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban ngành cùng các cơ quan chức năng tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, đảm bảo việc đưa dự án bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng phải đủ các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, công bố công khai thông tin quy hoạch xây dựng, tiến độ triển khai các dự án nhà ở, kịp thời phát hiện ngăn chặn hiện tượng đầu cơ bất động sản, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rick Nguyễn tuần này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19:30 thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên các nền tảng của Rick Nguyễn.
nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.